Vụ vải thiều năm nay, toàn tỉnh Bắc Giang có hơn 28.000 ha, sản lượng ước đạt 180.000 tấn. Năm nay, vải thiều được mùa, chất lượng quả vải vượt trội so với các năm trước, nhưng dịch COVID-19 trên địa bàn của Bắc Giang diễn biến phức tạp, ảnh hưởng tới việc tiêu thụ. Nhằm hỗ trợ nông dân Bắc Giang tiêu thụ vải thiều, Bộ Công Thương đã triển khai hỗ trợ các biện pháp tiêu thụ nông sản cho bà con vùng dịch. 5 giờ sáng nay, Cục Quản lý Thị trường Nghệ An huy động toàn bộ cán bộ đoàn viên, công đoàn, đoàn thanh niên tiếp nhận phân phối tiêu thụ vải thiều Bắc Giang. Đây là chuyến vải thứ 3 được đưa về tiêu thụ ở Nghệ An. Cái chương trình này là cái chương trình hợp tác, phối hợp giữa Tổng cục Quản lý Đường và Tổng công ty Bưu điện của Việt Nam. Cho đến nay thì chúng tôi đã tiêu thụ được gần 60 tấn vải. Thì trong thời gian tới thì vải sẽ vào chính vụ, thì chúng tôi tiếp tục hỗ trợ tỉnh Bắc Giang tiêu thụ, và chúng tôi cũng mong muốn tiếp tục nhận được cái sự quan tâm, giúp đỡ và phối hợp các sở ban ngành, các tổ chức, các cá nhân để cái chương trình hỗ trợ tiêu thụ vải cho Bắc Giang của lực lượng quản lý trường thành công. Từ ngày 6 tháng 6 đến nay, lực lượng quản lý thị trường và công đoàn tỉnh Nghệ An đã tiếp nhận hỗ trợ tiêu thụ gần 60 tấn vải thiều cho bà con nông dân tỉnh Bắc Giang. Bên cạnh việc kêu gọi hỗ trợ của tổ chức công đoàn, đoàn thanh niên các cơ quan đơn vị, Cục Quản lý Thị trường Nghệ An đã mở 15 điểm bán ở thành phố Vinh và các huyện thị, hệ thống siêu thị và các cửa hàng hoa quả. Chúng tôi cũng cảm thấy rất là vui và ấm lòng khi mà chúng tôi đã triển khai xuống tới tất cả mọi người thì đã nhận được rất là nhiều cái sự hưởng ứng tích cực, và anh em toàn thể cán bộ công nhân viên của đài thì cũng đã đặt hàng rất là nhiều, và mọi người cũng mong rằng là cùng với cái sự hỗ trợ rất là ít của mình thôi nhưng mà cũng đóng góp và hỗ trợ cho Bắc Giang có thể vượt qua cái sự khó khăn như thế này. Tôi rất là phấn khởi, rất là đồng lòng với những cái ban ngành như thế này. Thì mong muốn rằng là có nhiều ban ngành khác nữa cũng cố gắng làm được những cái việc như thế này. Theo kế hoạch, lực lượng quản lý thị trường cả nước sẽ phối hợp với Tổng công ty Bưu điện Việt Nam triển khai chương trình hỗ trợ tiêu thụ 3.000 tấn vải thiều Bắc Giang qua hình thức bán hàng trực tiếp và trực tuyến. Trong đó, Cục Quản lý Thị trường và Bưu điện Nghệ An sẽ hỗ trợ tiêu thụ 100 tấn trên địa bàn tỉnh.